Theo đó, vào hồi 11 giờ ngày 27 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp cùng Phòng An ninh đối ngoại, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Lóng Luông bắt giữ thành công Tráng Thị Gia, sinh năm 1999, trú tại Bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cùng tang vật là 3 bánh heroin. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi. Đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.